Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đinh Văn Nơi ra đi, sóng thần nổi lên dữ dội ở công an An Giang. Ông Nơi đã thắng hay thua đây? Vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi về thay thế Thiếu tướng Bùi Bế Tư. Tại đây, ông Đinh Văn Nơi đã thể hiện cho ông Tô Lâm thấy là ông có năng lực phán như thế nào. Vừa về đến An Giang, ông Đinh Văn Nơi liền dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng thu nhận thông tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh ông Đại tá Đinh Văn Nơi. An Giang chính là địa phương phức tạp, có biên giới với Campuchia, tình hình tội phạm ở đây vô cùng khốc liệt và đặc biệt là các thế lực ngầm buôn lậu thao túng khắp nơi. Đây chính là địa bàn công an biến chất bắt tay làm ăn với tội phạm rất nhiều. Ngay khi mới về, ông Nơi đã trực tiếp chỉ đạo bắt giữ 51 kg vàng lậu từ Campuchia tuồn về Việt Nam vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Đây là đường dây buôn lậu vàng ngoại tệ với số lượng cực lớn do trùm buôn lậu Mười Tường điều hành. Công an An Giang sau đó đã tiến hành khám xét hàng chục địa điểm liên quan, thu giữ thêm 36 kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,2 triệu USD và rất nhiều tang vật khác nhau. Báo chí nói rằng Đại tá Nơi cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhóm tội phạm xã hội này. Đã xuất hiện trường hợp ông Trần Trí Mãnh, 41 tuổi, sống tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, giám đốc công ty thương mại và sản xuất Gia Thịnh, một công ty chuyên sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả, đã nhờ người chạy để điều chuyển ông Nơi đi địa phương khác với cái giá 20 tỷ đồng. Cũng có tin cho rằng ông này chỉ là cầm tiền của người khác để chạy điều chuyển ông Nơi. Người ta nghi ngờ thế lực bảo kê cho tội phạm nằm ngay trong chính quyền đã đưa tiền cho ông này chạy trọt vì họ sợ bị lộ. Điều đáng nói, nếu ông Nơi ở lại An Giang thì rất có thể ông sẽ moi ra ai đứng đằng sau Trần Trí Mãnh. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Nơi ra đi, để lại hồ sơ điều tra làm hàng loạt quan chức ngã ngựa. Sau khi ông Đinh Văn Nơi bị điều ra Quảng Ninh, ông đã để lại hồ sơ điều tra. Sau đó, bộ hồ sơ này đã làm 27 cá nhân là lãnh đạo các sở, ngành, khối các cơ quan nội chính tỉnh An Giang bị đề nghị xử lý kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và buông lỏng quản lý công tác của Đảng suốt hơn một thời gian rất dài. Có người nói nếu chính quyền tỉnh An Giang không đẩy được Đinh Văn Nơi đi khỏi tỉnh thì có thể cả dàn lãnh đạo của tỉnh này đã bay màu. Cho nên, việc một tay buôn lậu bỏ ra tới 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển Đinh Văn Nơi đi nơi khác làm người ta nghi ngờ. Vào ngày 30 tháng 11, thêm cựu giám đốc công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Bùi Văn Tư bị cách hết các chức vụ trong Đảng. Đây là kết quả điều tra của ông Đinh Văn Nơi để lại. Những đường dây tội phạm sau khi bị bắt và khai thác trả lời mới lòi ra rất nhiều vấn đề, và đó là lý do Trung ương ra tay với tiền nhiệm của ông Đinh Văn Nơi. Ông Đinh Văn Nơi đã gián tiếp quật ngã 27 người, trong đó có quan chức của ngành công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân tỉnh. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ông Nơi là người thắng hay kẻ thua cuộc đây? Để trả lời câu hỏi này không hề dễ dàng một chút nào. Nhìn dàn quan chức ngã ngựa do hồ sơ ông Nơi điều tra, bề ngoài thì có vẻ như ông Nơi đã thắng. Nhưng có người cho biết bên trong ông Nơi đã thua một thế lực cao hơn. Thế lực bên trên ông Nơi tại An Giang đã rất sợ ông Nơi moi ra bậc cao hơn là ông Thiếu tướng Bùi Bế Tư. Ông Nơi đã thắng ông Bùi Bế Tư nhưng không thể thắng nổi bậc cao hơn. Đây là hình ảnh ông Bùi Bế Tư, tiền nhiệm của ông Đinh Văn Nơi, gặp họa vì ông Nơi. Ông Đinh Văn Nơi đi đến đâu là thích bứt dây động rừng đến đó. Chính bản tính này đã giúp ông thăng tiến, vì ở trên bộ ông Tô Lâm đang thiếu một con người như vậy. Tuy nhiên, với chức giám đốc công an tỉnh vẫn chưa thể là mạnh nhất, và cấp bậc của ông Đinh Văn Nơi chỉ là đại tá. Còn nhiều thế lực mạnh hơn cũng đang chú ý đến ông Nơi, đặc biệt là thế lực tại Quảng Ninh. Từ khi ra Quảng Ninh cho đến nay cũng đã có được 3 tháng, tuy nhiên ông Nơi vẫn chưa bứt được sợi dây lớn nào mà động được tới rừng ở Hà Nội. Liệu ông Nơi có dám làm điều ông đã làm ở An Giang hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin Đinh Văn Nơi ra đi, sóng thần nổi lên dữ dội ở công an An Giang. Ông Nơi đã thắng hay thua? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Trọng Nghĩa, chiến binh quả cảm hay anh lính mổ. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là người hiếm hoi giữ chức trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Không biết đây là ân huệ hay thiệt thòi cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa đây. Lẽ ra với việc phân cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa nắm chức vụ này thì ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trọng nên giới thiệu ông Nghĩa vào Bộ Chính trị luôn. Hoặc tại các hội nghị trung ương sau đó cũng nên đưa ông Nghĩa vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên cho đến nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn chỉ là ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa vốn là thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Nói về cơ quan tuyên truyền thì cơ quan tuyên truyền của Đảng, tức là Ban tuyên giáo Trung ương, phải lớn hơn cơ quan tuyên truyền của quân đội, tức là Tổng cục Chính trị. Ấy vậy mà người đứng đầu cơ quan tuyên truyền quân đội Đại tướng Lương Cường lại là ủy viên Bộ Chính trị, còn người đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Đảng lại là ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ban đầu với vị trí ủy viên Trung ương Đảng mà được ông Trọng giao cho chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương thì quả thật đó là một ân huệ. Tuy nhiên khi đã là trưởng ban tuyên giáo Trung ương mà chưa được giới thiệu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đó lại là một sự bất công. Có lẽ ông Nguyễn Trọng Nghĩa cần nỗ lực nhiều hơn nữa để lấy lòng ông Tổng Bí Thư thì may ra ông sẽ có triển vọng vào Bộ Chính trị tại khóa tới. Ban tuyên giáo Trung ương hiện nay đang nắm trên 800 tờ báo, phát thanh và truyền hình các loại, là thanh trì để chống lại những tin tức bất lợi cho Đảng. Từ nhiều năm nay, cứ mỗi lần dư luận có thông tin bất lợi cho nội bộ của Đảng thì Ban tuyên giáo Trung ương tự động cho báo chí phản bác lại. Với 800 tờ báo và giữ độc quyền báo chí, từ lâu Ban tuyên giáo đã tự tin dùng tin giả để đập nát tin thật. Và cứ như thế họ hành xử với tin bất lợi theo một biện pháp giống nhau cho đến tận ngày hôm nay. Có thể nói Ban tuyên giáo là người lính tiên phong của Ban Bí Thư và của Đảng Cộng sản trên mặt trận thông tin. Cứ tự động chống lại tin bất lợi thì có khi Ban tuyên giáo lại như húc đầu vào đá vậy. Vì thế người đứng đầu cơ quan này cũng cần phải tìm cách làm khác đi. Nếu những tin bất lợi mà không thể bác bỏ thì cũng nên im lặng. Càng bác bỏ thì lại càng cho làm người dân trong cả nước mất lòng tin vào Đảng. Và đó là lý do tại sao tin đồn được nhiều người đón nhận nồng nhiệt trong xã hội tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Đinh Thế Huynh, người đã từng chỉ đạo báo chí húc đầu vào sự thật. Năm 2015, khi tin tức về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đã đột nhiên hé lộ, lúc đó ông Đinh Thế Huynh đã chỉ đạo báo chí đồng loạt chống lại tin đồn từ trang Chân dung quyền lực đưa ra. Và kết quả thì báo chí cách mạng đã thua và tin tức trên mạng xã hội đã đúng. Việc làm của ông Đinh Thế Huynh khi đó không được khôn ngoan cho lắm, cho nên ông Huynh như là người lính mồ, chỉ biết điên cuồng chống lại hỏa lực cực mạnh của quân địch mà không hề biết né tránh. Cách chống lại tin đồn kiểu đó thiếu tự tin, lợi bất cập hại. Hậu quả là ngày nay người dân đã dùng câu nói rằng tao khỏe có chi mô mà ông Đinh Thế Huynh chỉ đạo báo chí đăng tải đã trở thành câu châm biếm cho sự láo toét của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh có ít nhất 3 bài báo chống lại tin tức về sức khỏe của ông Lê Văn Thành. Có vẻ như năm 2022, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang lặp lại những gì mà ông Đinh Thế Huynh trước đó đã làm. Khi có tin ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng đi nước ngoài chữa bệnh thì ông Nghĩa chỉ đạo báo chí lên 3 bài phản bác lại tin đồn. Bài thứ nhất có tựa đề Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được phân công nhiệm vụ. Bài này được đăng vào ngày 24 tháng 11. Bài thứ hai thì lại có tựa đề Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo hướng dẫn áp dụng các cơ chế đặc thù cho dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Bài này được đăng vào ngày 28 tháng 11. Còn bài thứ ba là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Không biết ông Nguyễn Trọng Nghĩa còn chỉ đạo báo chí đăng thêm bài nào nữa hay không. Nếu tin về bệnh của ông Lê Văn Thành là sự thật thì cách chỉ đạo như thế của Nguyễn Trọng Nghĩa cho thấy ông cũng là người lính mù húc đầu vào đá chứ không phải là người lính quả cảm trên mặt trận thông tin. Vậy ông Nguyễn Trọng Nghĩa là lính mù hay người lính quả cảm thì chúng ta hãy đợi thêm thời gian sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nguyễn Trọng Nghĩa chiến binh quả cảm hay anh lính mù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d